Chạy Facebook bán sản phẩm thời trang thiết kế mà giá mét cao quá. Chạy thời trang thiết kế nó sẽ khác hoàn toàn so với chạy thời trang rẻ nhé. Thời trang thiết kế thì cái cách các bạn làm hình ảnh cũng phải rất là khác biệt. Tôi thấy bây giờ rất nhiều người đang kinh doanh thời trang thiết kế rồi phân khúc có thể là từ 400, 500, 700 gì đấy. Thế nhưng mà các bạn chụp những cái bức ảnh, thứ nhất là nó không rõ ràng về concept, thứ hai là nó không focus vào sản phẩm. Tôi thấy là nó giống như là quảng cáo cho các cái cô mẫu thì nhiều hơn đấy, thì nhìn thấy mẫu đẹp thôi, chứ còn sản phẩm rồi là bối cảnh, tức là các bạn tôi sẽ nhìn thấy là cái cảnh rất là đẹp và cô mẫu rất đẹp nhưng một bộ quần áo thì lại không được focus vào. Những cái đó nó không ok. Về nguyên tắc để chạy quảng cáo tốt ở trên Facebook là các bạn phải focus vào được vào sản phẩm, phải tập trung vào sản phẩm, nổi bật lên những cái đẹp nhất của sản phẩm thì các bạn mới bán được, thì khách hàng họ mới có cảm xúc, họ mới click vào, họ hỏi mua. Thế bây giờ tôi thấy là các bạn chụp, thứ nhất là chụp outdoor rất là nhiều, nếu mà hàng thời trang thiết kế chụp outdoor rất nhiều luôn nhé. Tôi không chụp studio cũng không sao, nhưng nó không theo mấy concept gì cả. Ảnh thì nằm, ảnh thì ngồi, ảnh thì như kiểu là chụp mấy cô đang thả thính ở trên mạng xã hội ấy. Toàn tập trung vào cảnh này, tập trung vào cái gì, trong khi cái quan trọng nhất là sản phẩm thì các bạn không làm nổi bật lên. Cho nên là cái việc làm ảnh trong thời trang thiết kế là cực kỳ quan trọng. Đầu tư vào hình ảnh thì các bạn nên thuê một stylist và một bạn photo thật sự là có kinh nghiệm, có khả năng, năng lực một chút, và một bạn mẫu có thể là bạn ấy cũng nổi nổi một chút trong cái phân khúc của em đi. Chấp nhận cái bộ ảnh đầu tiên có thể chúng ta mất hơi nhiều tiền, nhưng về sau em biết cách làm thì em sẽ giảm được chi phí chụp ảnh. Chạy quảng cáo để bán sản phẩm chứ phải bán mặt mẫu đâu. Còn bán mặt mẫu thì trong trường hợp nào các bạn, mẫu các bạn nó phải là một người là có nêm một tí, hoặc là đã rất là quen thuộc với những cái brand lớn rồi, thì khi các bạn mà show mặt mẫu ra thì nó có giá trị, còn không thì không cần thiết. Các bạn cứ chụp và lấy từ cổ xuống là ok, miễn là phải focus vào sản phẩm. Đấy là làm thời trang thiết kế.